Sau gần hơn một tháng xét xử và nghị án, hôm nay hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của 3 ngân hàng là Ngân hàng SCB cũ, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Việc bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia hợp nhất tái cơ cấu Ngân hàng SCB dựa trên cơ sở đơn thư của bị cáo Lan gửi Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ, không có sự vận động của người có trách nhiệm nào như là trình bày của bị cáo Lan trước đó ở trong phiên tòa. Khi Ngân hàng Nhà nước cho phép hợp nhất 3 ngân hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, thâu tóm số lượng lớn cổ phần của Ngân hàng SCB sau hợp nhất. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư cho rằng bản thân bị cáo này chỉ nắm giữ 5% cổ phần và gia đình chỉ nắm giữ khoảng 15% cổ phần. Dù bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này đã gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể của tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không cấu thành tội tham ô tài sản. Bên cạnh đó, do đó có sự thay đổi về chính sách pháp luật nên đối với hành vi bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định pháp luật. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại vụ án, theo hội đồng xét xử trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Đến trưa nay, hội đồng xét xử vẫn đang đọc bản án. Sáng nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng cùng 12 bị cáo khác trong vụ án trốn thuế, nhận hối lộ, đưa hối lộ, mua bán hóa đơn trái phép. Đầu phiên xét xử sáng nay, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nói bản thân đã nghỉ hưu, tư duy pháp luật đã lỗi thời. Sau khi nghe hội đồng xét xử giải thích, bị cáo Ca thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của mình là đúng, phù hợp với kết luận điều tra. Bị cáo thành khẩn khai báo, xin nhận được sự quan tâm, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Trước đó, trong phiên xử chiều ngày 10 tháng 4, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh đều thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi đưa hối lộ 35 tỷ đồng cho bị cáo Ca để nhờ chạy tội là đúng. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận Ngọc Anh 4 lần đến nhà đưa tiền với số tiền 35 tỷ đồng, nhưng bản thân ông Ca không biết là tiền đưa hối lộ, chỉ nghĩ Ngọc Anh gửi mình giữ hộ, sau này sẽ lại đến lấy. Liên quan đến vụ hai bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo đó, Vi đã dụ hai bé gái là chị em ruột của nhau đang đi bán kẹo về căn hộ tại chung cư Sài Gòn Pier. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã xác định căn hộ mà Phạm Huỳnh Nhật Vi ở là do một người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn và đã chuyển tiền cho Vi với mục đích không lành mạnh là tìm các bé gái để quay clip khiêu dâm. Trong quá trình điều tra, Vi khai thấy hoàn cảnh của hai bé tội nghiệp nên dẫn về ở chung. Tuy nhiên, công an phát hiện trong điện thoại của Vi có một số nội dung nghi vấn có liên quan đến người đàn ông thuê căn hộ đang ở nước ngoài cần làm rõ. Trước đó, vào chiều ngày 6 tháng 4, Công an phường Bến Nghé, Quận Nhất đã tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc thất lạc hai con ruột tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối ngày 3 tháng 4. Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Quận Nhất đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ để tìm kiếm hai cháu. Sau hơn 42 giờ căng thẳng, tổ công tác của Công an Quận Nhất và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giải cứu thành công hai đứa trẻ đang bị Vi cất giấu tại căn hộ của chung cư Sài Gòn Pier. Sáng nay, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8 đã diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Phóng viên Kim Thược có mặt tại thành phố Lào Cai sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
Vâng, thưa quý vị, sáng nay lễ đón đoàn Trung Quốc diễn ra tại đường phân định biên giới cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm lễ chào tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị, lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Bản Việt, thăm trường tiểu học Kim Đồng, thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hội đàm ký kết các văn kiện hợp tác. Trước đó, trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8, Cục Quân y đã triển khai hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh Lào Cai với sự tham gia của hơn 70 cán bộ chiến sĩ, nhân viên quân y đã khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn phác đồ điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 lượt người. Hoạt động đóng góp vào sự thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8 thể hiện trách nhiệm và tình cảm của quân đội nhân dân Việt Nam, tri ân sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương. Kết thúc các hoạt động tại Việt Nam, ngày mai sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới sẽ tiếp tục được diễn ra tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tới dự diễn đàn hợp tác xã quốc gia năm 2024 với chủ đề phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm. Hiện nay cả nước có gần 32.000 hợp tác xã, đã có hơn 4.000 hợp tác xã tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa. Khoảng 30% trong tổng lượng sản phẩm OCOP trên cả nước là sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp. Khi tham gia chuỗi giá trị thì chi phí sản xuất, kinh doanh giảm, trong khi đó doanh thu tăng, lợi nhuận cao hơn từ 10 đến 12%, mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên trong hợp tác xã. Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy hiệu quả của kinh tế tập thể hợp tác xã chính là nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị hàng hóa bền vững trên cả nước. Chỉ có hợp tác xã mới có khả năng liên kết người dân, doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị, đem lại giá trị, lợi nhuận cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, như hoạt động của các hợp tác xã trong chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm còn thụ động, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ trực tiếp của nhà nước. Chuyển sang thông tin về thể thao trong nước, đêm qua đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào trận đấu giao hữu với đối thủ U23 Jordan. Đây là trận đấu mang tính chất thử nghiệm và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù U23 Việt Nam phải nhận thất bại khá đáng tiếc. Do chỉ có duy nhất một trận đấu giao hữu trước khi bước vào vòng chung kết, vì vậy huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ đều được vào sân thi đấu. U23 Việt Nam thi đấu với hai đội hình trong hai hiệp. Dù có một thế trận không phần lép vế trước U23 Jordan, nhưng U23 Việt Nam đã chơi phòng thủ chặt chẽ và khiến các chân sút của đối thủ không thể ghi bàn. Hòa nhau không đều sau 90 phút thi đấu, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Việc hai đội thực hiện đá luân lưu nhằm giúp các cầu thủ rèn luyện thêm bản lĩnh thi đấu và trên chấm 11m đầy may rủi, U23 Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 3-4. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Tuấn cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Hôm nay, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi tại khách sạn và sẽ trở lại tập luyện vào ngày mai.